Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sinh tố dâu. Như vậy mình đã mua được dâu ở đây. Và dâu mình mua ở đây chính là đây là mùa dâu tằm này. Đây, chứ không phải là dâu Đà Lạt nha, đây là dâu tằm này. Đấy. Cái quả chín mọng đỏ như thế này, còn lúc nó chưa chín thì nó có màu đỏ này. Lúc nó chín mọng thì nó sẽ có màu màu đen. Thì để ngâm dâu tằm thì ở đây mình chuẩn bị 2 kg dâu tằm này. Thì mình sẽ chuẩn bị 800 g đường phèn. Bạn nào mà không có đường phèn thì mình sử dụng đường cát cũng được, là mình đã có thể ngâm được rồi. Mình sẽ chuẩn bị thêm những cái lọ để mà mình ngâm. Thì lọ thì mình có sử dụng, nên tốt nhất là mình sẽ sử dụng cái lọ thủy tinh. Thì lọ thủy tinh thì các bạn có thể sử dụng cái lọ như thế này đây. Thì chúng ta rửa sạch sẽ, sau đó chúng ta để ráo nước và chúng ta phơi khô và nắng để chúng ta diệt những cái nấm ở bên trong của cái lọ, để nó không ảnh hưởng tới siro của mình. Nhưng mà ở đây mình không dùng cái lọ này, mà mình sẽ sử dụng cái bình như thế này. Đây, mình vừa mới đầu tư cái bình như thế này nè. Rất là đẹp luôn. Mà nó lại có một cái điều quan trọng, đó là nó có cái vòi. Và cái vòi này thì đương nhiên là nó sẽ đảm bảo là mình sẽ lấy cái nước siro bên trong rất là đơn giản. Mình chỉ việc khi nào mà đủ thời gian thì mình vặn cái vòi này là mình đã lấy được siro rồi. Như vậy là cái bình đó mình đã rửa sạch sẽ rồi. Mình mua hàng Việt Nam chất lượng cao, các bạn thấy chữ Made in Việt Nam đảm bảo, bởi vì những cái này nó đựng sản phẩm mà mình sử dụng trực tiếp, nên mua cái loại mà nó chất lượng. Rồi mình rửa sạch rồi mình úp cho ráo nước, rồi mình phơi qua nắng để nó diệt nấm diệt vi khuẩn ở trong này. Còn dâu tằm thì mình rửa sạch sẽ, sau đó là mình sẽ để cho nó ráo nước. Thì bây giờ cái nguyên tắc á, thì đối với 2 kg dâu tằm á, thì mình sẽ chuẩn bị là 800 g đường. Và các bạn nhớ là đường thì chúng ta có thể sử dụng đường cát hoặc là đường phèn cũng được, mà đường phèn thì sẽ cho cái nước siro nó ngọt thơm hơn. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cho dâu vào. Cứ một lớp dâu thì chúng ta sẽ cho vào đây là một lớp đường. Chúng ta sẽ cho dâu vào. Đấy, có một lớp dâu. Rồi chúng ta sẽ cho một lớp đường vào. Cứ một lớp dâu thì chúng ta sẽ cho một lớp đường vào, cho đến khi nào mà chúng ta cho hết thì thôi nha. Dâu thì nó đã rất là chín rồi nên nó rất là mềm luôn. Chúng ta nhớ là để là lượng đường nhiều ở trên cùng, thì chúng ta cho hơi nhiều đường một xíu. Trong quá trình chúng ta hốt á, những cái quả mà nó dập nát á, chúng ta có thể bỏ ra ngoài.
mình sẽ hơi ống ống xuống một tí để cho những cái quả dâu nó khít lại với nhau. Mình cứ làm như vậy cho đến khi nào nó đầy của mình nha các bạn. Như vậy là các bạn thấy toàn bộ cái lượng đường còn lại thì mình sẽ bóc lên ở trên mặt, bóc lên hết ở trên bề mặt này. Như vậy là mình đã cho hết lên ở phía trên rồi nè. Đấy các bạn thấy đấy, thì dâu nó rất là chín cho nên là nó sẽ lem này. Mình sẽ dùng cái giấy vệ sinh, mình sẽ lau cái phần ở phía bên ngoài này cho nó thật khô và sạch này. Đấy, chúng ta lau phía bên ngoài này này, bởi vì dâu nó chín mòm á, chúng ta vừa cầm là nó có những quả nó đã nát hết rồi. Đấy, chúng ta phủ đầy lên phía trên này. Đấy các bạn thấy không, phần đường còn lại là chúng ta phủ lên trên cùng, để nhấc lên trên luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ vặn lại. Rồi, nó đẹp thật là khít vậy. Và chuẩn lại rồi thì bây giờ mình sẽ để cái lọ này tầm từ 1 tuần cho đến 10 ngày, bởi vì chúng ta dùng đường phèn cho nên nó sẽ lâu hơn. Nếu các bạn dùng đường cát thì khoảng 5 ngày, đến 1 tuần là chúng ta đã có nước dâu rồi. Nhưng mà cái này chúng ta dùng đường phèn thì mình nghĩ là sẽ mất khoảng từ 1 tuần đến 10 ngày là chúng ta sẽ có một cái bình dâu Citoro dâu rất là ngon. Nếu mà ai mà phụ huynh nào mà muốn dùng để mà không những có vai trò giải khát mà tiêu hóa tốt á, thì chúng ta sẽ khi mà ngâm đến được ngày thứ 7 rồi á, nó đã lên men rồi, thì chúng ta sẽ cho vào đây một ly rượu trắng thì nó sẽ rất là dậy mùi của cái dâu này. Nhưng mà nhớ uống thì chúng ta không tham gia lái xe nha. Rồi, như vậy là chúc các bạn thành công và chúng ta sẽ mua dâu về để chúng ta làm sinh tố dâu để đại cả nhà nhé. Mọi người nhớ like và đăng ký vào kênh của mình để mà nhận những cái video tiếp theo nha. Chào tất cả mọi người.